Hai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có một cái lô mai đại lộc nha cả nhà. Mai đại lộc này đã một mùa mấy rồi ha, một mùa mấy rồi nha. Thì cây nó không cao lắm, lý do là em đã đôn tàn rồi, em đôn tàn lại rồi, em bấm bây giờ nó chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa nha cả nhà. Cái này về là mua là nó khoảng tầm tháng nữa là nó xum xuê luôn ha. Thì tất cả các cây thì đều xử lý đế hết ha. Đây, cái đế như thế này đây. Đây, cả nhà thấy không? Cây rất là mạnh nha. Cây này rất là mạnh. Mọi người thấy không có cao, nhưng mà cây này do là em đôn ngắn ha. Các cái chọt bo ghét của nó thì nó cũng đã sắp liền cốt rồi nha cả nhà. Đây, cho cả nhà xem ha. Đó, cái gốc và cái bo ghét đây. Nè, cây nó không có bự và cũng không có cao lắm nha. Nhưng mà bây giờ nó đang ra thêm một cái cơi đọt như thế này đây. Xum xuê luôn nha cả nhà. Cái lô này thì em bán với giá là 201 một cặp. Em bao phí ship toàn quốc nha. Rồi đây. Đó, cả nhà thấy không? Cây nó đôn ngắn lại rồi, nhưng mà cái này chúng ta nuôi nó khỏe hơn các cái loại mai mà mới ghép mấy tháng nha. Bởi vì cái này cái bộ rễ của nó thì đã tốt rồi. Cái này là em đôn cắt đôn lại rồi, bây giờ nó chuẩn bị ra thêm một cơi đọt nữa rồi ha. Rồi cái này em bán 201 một cặp nha. Và em ship từ một cặp trở lên ha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha. Và cũng đừng quên đăng ký YouTube của Chích Chè Bông để nhận thêm nhiều giống mai mới lạ nha cả nhà. Rồi đây. Đó, cả nhà thấy không có cao lắm nha. Cây nó lùn thôi. Nó lùn như thế này nè. Đó, lùn lắm. Đó. Mà cái bo ghép thì nó sắp liền cốt rồi ha. Rồi, cái này em bán 201 một cặp nha. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha.